Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình là Nghĩa Lên. Chúc anh em có một ngày mới học tập và làm việc thật là hào vĩ nha. Nói chung hôm nay là một ngày rất là vui luôn anh em. Mình mới đi nhận hàng về, cảm giác rất là vui luôn. Hôm nay là cũng có một cái món quà rất là bất ngờ để là tặng cho vợ mình và hùng gớm vợ chồng mình em ở nhà anh em. Thì vợ mình cứ lướt và xem một cái đồng hồ rất là đẹp luôn mà vợ mình kêu rất là thích, nhưng mà cái số tiền rất là mắc luôn. Nhưng mà cái số tiền mà vợ mình thấy cái giá đồng hồ nó rất là mắc, nên là mình đã trộn và nhìn cái tấm hình đó và mua tặng cho vợ mình. Đây anh em thấy không? Đấy, cái hiệu này cái tên là Daniel Wellington đó anh em. Đây anh em thấy không? Cái hiệu này là cái, nếu anh em nào biết về cái hiệu này thì sẽ biết cái đồng hồ này giá trị bao nhiêu. Đây, nói chung là mình đã mua tặng cho vợ mình. Và bây giờ vợ mình thì nó đi chợ chưa về, để mình chờ nó đi chợ về, sau đó mình sẽ bất ngờ tặng để mình xem thử cảm xúc của vợ mình sẽ như thế nào khi mình nhận được món quà mà nó ao ước hồi bữa tới giờ nha anh em. Rồi. Ok anh em, nói chung là vợ mình nó đi chợ gì, nó đang ở nhà sale. Bây giờ mình sẽ xuống để mà bất ngờ tặng món quà cho vợ mình nha anh em. Xem thử phản ứng của nó. Vậy? Ừ. Cái đây tặng em nè. Cái gì được coi từ đây? Dòm đi. Đồng hồ phải không anh? À đồng hồ này. Đồng hồ đúng không? À đồng hồ á. Chưa coi. Chưa coi gì vậy? Ngồi im rồi anh đưa không anh không chờ. Được coi cái anh. Coi đâu hè. Giờ từ. Vậy. Tại nói chung từ á. Mua đâu vậy? Ừ. Mua đâu vậy? Thì mua anh mua có một anh quen mua mà. Ấy bữa là anh thấy em có lướt và thấy em thích cái đồng hồ này nè, nên hôm nay anh quyết định. Nhưng mà nó đẹp nhưng mà nó cũng mắc rồi. Em mắc thích nhưng mà em mua. Thì tiền của anh mà, đâu phải tiền em đâu mà lo gì. Tiền anh đâu có tiền hoang ấy. Tiền của anh làm cái tiền của anh. Tiền của anh có hoang ấy, sao cười em. Đưa chim chì ra nữa. Đưa đưa chứ, đây. Đây. Trời ơi, đồng hồ mơ ước. Đẹp quá à. Trời ơi. Cái hộp không là thấy sang chảnh nào. Cho cái túi ra, ra túi đây. Ra túi hè. Đây. Đây. Đây cái hộp không là thấy sang chảnh. Em không dám đeo, em cất luôn quá anh. Đừng dám đeo, khu đi chứ. Anh em đang coi thứ cái đồng hồ ấy như thế nào kìa. Đợt tóc như khu nhanh đi. Bây giờ khu nhanh đi. Khu rè. Đẹp quá à. Tăng 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 tăng. Cảm ơn nha. Ồ, cái gì khu rè ấy. Sao anh thích đồng hồ đó không? Cảm thấy biết sao hồi bữa anh không thấy nghe hồi bữa vì sao hồi bữa mình ngồi mình coi nè mấy bạn, mình coi gì đâu mà mình coi chứ cũng mấy chục lần luôn á, thích cực kỳ vất luôn. Nhưng mà mắc quá, cái đầu mắc cũng bình thường mà có 1.800.000 nha mọi người. Đây đồng hồ đã đây. 1.800.000 đối với em là mắc đan. Nói chung là họ không phải gọi là mắc mà gọi là tiền nào của nó nha mấy bạn, chứ không phải gọi là mắc. Nhưng mà điều chỉ có điều là mình tiết tiền á, mình không dám mua thôi. Nhưng mà mình không ngờ thằng chồng của mình cậu mình dám kêu thằng chồng ấy. Mất không vậy. Ngờ ông chồng của mình lại tâm lý rất vậy. Thôi giờ à, khui 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 nha khui nha. À khui. Trời. Đấy đẹp quá. Đấy mèo đẹp không? Mèo em thích không? Đẹp. Tao giúp mèo em thích không? Giống ơi trời luôn. Cho hầu bữa em cũng coi cái mèo này giống mèo nào. Ừ rồi giờ em đeo lên tay. Em gửi lại cái mèo này đeo lên tay sẽ đẹp và trắng. À đeo. Cảm ơn nghiêng cô lên. Em đeo tay nào vậy? Em sẽ đeo tay trái. À đi trái đi vô. Đóng quá. Đi đi vô sợ hư quá. Ừ. Này đi từ phải với con gái mà đi từ trái nè. Không, đi từ phải biết sao không? Dù như đi cảo xe rồi là không có sim được. Giờ rồi chẳng hạn. Dạ. Mình muốn đặt một cái đồng hồ để mà có một cái đồng hồ đeo để mà canh giờ cho con bú. Hè, chứ em hàng thuận được em. Nói chung là tại vì anh thấy cái đồng hồ nó đẹp. Ừ. Tại vì anh thấy cái đồng hồ này nhưng mà đẹp. Ở lại anh biết đồng hồ này trước đâu hay là anh thấy em tìm anh thấy em tìm anh mới mua chứ giờ em mới biết là chồng em tâm lý như vậy luôn á. Trời ơi. Mua đâu lại đừng anh mà có khi nào anh mua giá đi sao anh mua ngọn không anh? Tôi nghe nếu ông mua hàng giá thì ông tiền tôi cho ông hàng... ông cũng tính tiền mà hàng giá thì em lục hết cái hộp xem nó có đầy đủ giấy tờ không. Trời ơi người lắm đấy coi thử ở dưới đây cơ. À đây cái không đấy cái đây là em có tìm hiểu đâu nè, cái đây là cái để mà nó rộng không ta không biết. À cái nó đây rộng là cái đồng hồ thì dài ngắn á. Đây nè, ở trên cái này nó cũng có khác tên cái nhãn hiệu của đồng hồ luôn là
Daniel Wellington này mấy bạn. Đấy, Daniel Wellington, trời ơi. Không thấy rồi. Có lẽ là đồng hồ thiệt. Có lẽ nhảy điên cho anh mua một cái trang web rất là uy tín luôn của ông anh, của anh mà khùng sao vậy? Daniel Wellington này, đẹp quá. Nếu như đồng hồ thiệt á, em nghe nói là ở dưới chỗ đây có chiếc mã vạch nè, phải không biết? Thì có chiếc mã vạch mà. Chút nữa em sẽ check thử. Thì check. Nếu như mà đồng hồ giá là em đuối. Đi sao để nói. Tức thôi tài xế ra liền. Bây giờ mình nó sẽ đi vào nha anh em. Nói chung đồng hồ mình mua ở là Dan. Mình mua ở một trang web. Có tên là của anh Đỗ nha mọi người. Đây, mình sẽ giới thiệu cho anh em biết này. Đấy. Rộng quá anh. Rộng thì chút nữa mình thu vô chứ đâu. Em biết thu không? Không, em chưa biết. Chưa biết thì chúc anh chị nha. Nhưng mà giờ anh phải thu lại cho em kêu cho. Đây. Thôi bây giờ em lấy trong hộp nghiệp. Em lấy một cái cây đi. Biết rồi, cái cây hồi nãy đúng không? Đấy. Cái đây nè, đây. Rào khoai trí. Khoai trí cũng biết không ạ? Biết luôn em, vậy đặt lên con gấu đó mà làm cho nó rớt bơ. Đấy, đây. Sợ rớt bơ rồi nữa chứ. Chứ sao, máu mà. Nói chung là trang web này là của anh Đỗ nha mọi người. Nói chung là mình mua rất là uy tín luôn. Nên mình mới đặt một cái 1.8 triệu, mình tin tưởng mình mới đặt về để mà tặng cho vợ mình. Thì anh này là chuyên bên bán đồng hồ các loại luôn nha các bạn. Đấy. Đây. Thì có 8.000 mấy người theo dõi này. Chị cho. Sao? Đây. Mình dùng cái đeo đây nha mấy bạn, mình khóc lên. Giờ mình không biết khiêu luôn nha các bạn. Đây. Đưa ra đưa vô tùy hết. Tại bây giờ em ướng nè, tay của em nó sẽ. Em mới làm chóc kêu một anh. Chóc kêu gì? Từ từ nha. Chóc kêu gì em? Đây nè. Đâu, chụp cái kêu đó là cái kêu mình bây giờ mình mang mình gỡ đây luôn. Mình gỡ luôn mà mình bắt tem chứ đâu. Ấy. Bây giờ làm sao anh? Nói chung là cái đồng hồ này mình không cũng chưa có rành lắm nên là mình hơi lùng thùm nha mấy bạn. Đây mình sẽ cái cỡ của mình sẽ đây. Đấy, chuẩn bị cô ta điêu lên nè. Trời, đẹp, lộng lẫy luôn á nghe. Đẹp hả? Đẹp. Chú em mà thích à. Anh Thái hồi giờ em ít đi đồng hồ mà ví dụ bữa nay em đeo không? Em thích cái đầy vô luôn. Anh đeo cho em ơi. Đó, cho anh, chúc anh giận anh. Mà vợ mình một mình thì không đeo được đó, mình đeo. Thôi đeo quá. Đeo giúp cho vợ mình nha anh em. Ôi đeo lụng được nhau ba. Đeo đây luôn á, chú đẹp. Ơ mình luôn á nghe cơ. Ok chưa? Ok rồi. Không lắm không? Ăn vậy được rồi chứ lắm hả? Được đúng không? Đây cho mọi người đấy. Mình nói đi cho vợ mình rất là đẹp luôn ha các bạn. Nói chung là trang web này quen nó nên anh Đỗ có tặng cho mình một cái led nữa anh em. Quá. Nó led bằng kim loại. Ok. Cũng có nhãn hiệu Daniel Washington đúng không? Đúng rồi đây. Cái led cũng có nhãn hiệu đó luôn. Chào đây, đây anh em. Đẹp quá. Đây chị quý. Rồi đẹp dữ vậy. Nó in luôn luôn này anh. Đúng rồi. Nói chung là chiếc led này được in nhãn hiệu vào luôn nha anh em. Nói chung là trời. Tiền không quan trọng, chủ yếu là cái nhãn hiệu nha anh em. Nhãn hiệu của chiếc led là như thế nào. Đây bây giờ mình sẽ đeo cho vợ mà. Rồi đeo bên tay kia. Tháo ra một chút. Đấy. Chị đang bóp vào. Rồi ok rồi á. Dạy được rồi. Chào. Không dạy được rồi. Không dạy được rồi. Cảm ơn mà anh nói cho chị. Đấy, chụp. Đấy, rất là dễ thương luôn anh em ơi. Đấy, chụp vợ đều rất là đẹp luôn. Sao, nói chung là sau khi mà em nghĩ sau khi mà anh Lân đã thực hiện được cái điều mà em muốn tặng cho chị cái đồng hồ Daniel Wellington mà em hàng ước. Chương này cũng rất là vui luôn mấy bạn ơi. Nếu như mà mình có một ước mơ gì đó mà có một người nào đó thực hiện ước mơ cho mình thì mình rất là cảm động luôn. Nói chắc tao đây thương quá anh. Thưởng gì vậy em? Đẹp quá à. Thưởng gì nghiệp? Nói rõ thôi ơi. Thì anh muốn gì cho anh ấy. Rồi, để em. Đẹp quá. Tao đi chờ với con nhỏ cho chút được. Mình không quan tâm là anh lên nói nha bạn. Tao chờ với nhỏ cái được không? Đẹp quá trời. Anh sao anh mua là được tặng cái led đây? Đúng rồi, anh mua được tặng cái led. Nói chung là ông anh mà mình mua ở cái đồng hồ Daniel Wellington này mình cũng quen. Nên là anh em nào có mua cái đồng hồ như thế này á thì hãy nhập cái mã mà Nghĩa Minh lên
ở dưới cái phần bình luận á, để mà được tặng một cái latte y xì như giờ mình đang đeo nè, đó là tặng miễn phí luôn nha, không có lấy tiền gì hết nha. Mua đồng hồ được tặng latte có hiệu latte rất đẹp luôn, nó in luôn cái nhãn hiệu vô nè, thì vậy rất là đẹp luôn đấy. Nói chung là chắc là mình cũng dừng cái clip đến đây và cũng làm một cái điều rất là ý nghĩa để mà tặng cho vợ mình. Chung là cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Đâu. Cảm ơn anh nhiều nha. Đấy. Quá đẻ luôn. Chứ đồng hồ mình rất là đẹp luôn anh em ơi, nhưng mà vẫn đẹp bằng đồng hồ mình. Cốt đi à. Tại sao người ta xài đồng hồ gì? Đây là mấy triệu ta? Đồng hồ có 3 triệu bạc. 3 triệu mà tặng vợ đồng hồ có 1 triệu à? Ừ. 2 triệu à? Vậy đẹp được rồi, không muốn nữa, đồng hồ thiệt đẹp vợ. Bây giờ không cho nên hồi giờ mình chưa mang cái đồng hồ nào mà mắc tiền như vậy đâu mấy bạn ơi. Tại vì mình nhận nhiều lắm. Đây thôi, chắc là mình cũng kết thúc clip ở đây. Nếu anh em thấy cái video mà mình tặng cái chiếc đồng hồ Daniel Wellington này hay là thú vị thì đó lại cho kênh của mình một like, một đăng ký nha anh em. Cô mình đang dùng rồi mấy bạn. Rồi và tất cả anh em nào, anh em nào muốn mua hàng thì hãy kéo xuống phần mô tả, mình sẽ bỏ cái link của Facebook của anh Đỗ để mà các anh em nào muốn mua đồng hồ Daniel Wellington này và tặng và tặng một chiếc led kèm theo nha anh em. Thôi mình sẽ kết thúc clip rồi. Anh cho em coi cái trang trang của anh đã được em chị đang em mua nha. Mà em cũng thích cái đây ôm mình nha. Thì nãy anh có bỏ cái trang ở phần mà anh giới thiệu rồi. Rồi thôi bye bye tất cả các anh em nha. Bye bye. Điệp quá.